hãy cùng với giáo sư con để cùng tự rước xung quanh thiên thánh đường với giáo sư chúng con. Xin chân thành cảm ơn. Xin mời quý vị và chúng ta chân linh cha bà con và thánh thần amen đầy được vương khen chẳng thấy vui mừng vì trong lễ ra tiếng kêu mang trong lòng amen chúng ta người đã sống lại đã như lời đã văn thư amen chúng ta xin cầu cùng chúa cho chúng con này đưa thư đồng trinh Maria hãy nghỉ hoan hoái là vì chúa đã sống lại thần lạy Chúa là đấng đã làm cho thiên hạ được vui mừng qua bồi bởi Đức Chúa Giêsu Kitô là con Chúa cũng là Chúa chúng con đã sống lại. Xin vì Đức Thứ Đồng Trinh Maria là thánh mẫu người nguyện cầu cho chúng con được hưởng phúc vui vẻ trong đời đời vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, Chúa là đấng con tốt con lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con mà cho con Chúa ra đời, mà con đã tỏ lòng vì nỗi nghe cùng Chúa ta để con lo buồn đau đớn cùng chê hết mọi người con dễ nên mọi sự con dâng lòng chưa tại và nhờ làm việc nên tôi cho sức nam em. Xin mời đoàn tàu chúng ta đổi lên.
Kính thưa quý cô, quý cụ, thưa bà và anh chị em, hôm nay tin mừng toàn đẹp được toàn có cái giáo xứ Kinh Châu quy tụ về nơi thánh đường nhỏ bé thân thương này để long trọng khai mạc tuần trầu Chúa Giêsu thân thể thêm cho toàn giáo phận trong ngày Chúa Nhật thứ ba phục sinh. Chúng ta hân hoan chúc mừng giáo xứ Kinh Châu bằng một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Niềm vui của giáo xứ Kinh Châu là được thờ lạy yêu mến cảm tạ Chúa Giêsu thánh thể trong ngày Chúa Nhật thứ ba của phục sinh, là Chúa đã chịu chết và sống lại để cứu độ mỗi người chúng ta. Ban chào tràn niềm vui ngân thành của Ngài để chúng ta tiếp tục sứ mạng của Chúa đến tận gia này, đem niềm vui và bình an của Chúa đến cho mọi người. Hiệp với thánh lễ hôm nay, chúng ta cầu nguyện đặc biệt cho giáo xứ Kinh Châu được ơn đức tin mạnh mẽ, đức cậy vững vàng và lòng mình sắt son để cùng với giáo phận đem tình yêu và ơn phục sinh của Chúa đến cho mọi người. Với tất cả tâm tình đó, giờ đây anh chị em chúng ta hãy tin nhận tội lỗi để xin lao tự thành cầu nhân thành. Tôi cũng